dịp đầu xuân năm mới, tôi là người đình danh đại diện cho những người xa quê hương ở Kiev, Ukraine, gửi tới đồng bào Việt Nam lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và tôi có một lời riêng là cho họ Nguyễn Đình và mẹ già tôi là Nguyễn Đình Dương cùng tất cả anh chị em cô rể cháu các lời chúc sức khỏe đầu năm mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, an khang thịnh vượng. Và tôi xin thành